ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយនេះយើងមកធ្វើខកូនអំប៉ាំងណាអ្នកយើងមានសាច់គោចំនួន 2 ដុំណាអ្នកដុំយកអាសាច់ជាប់ខ្លាញ់ចឹងណាហើយឆ្ងាញ់ណានេះអូយឡើងតំណងហ្មងណាហើយបន្តមកទៀតយើងមានការ៉ុតហើយនឹងខ្ទឹមបារាំង Chắc đau như sẽ câu ở xa xa lắm. Đúng rồi, lợi dân chắc đau như sẽ câu ở xa xa lắm. Mà tiếp dân chắc đau như sẽ câu chị đông xa lắm. Đi chị đông chân ấy. Chúng ta đang chụp lại sẽ ăn xin đấy. Đam dân tập xa tất. Tộp một tiết dân chạp đam tâm cô lọc cây á. Chúng chấp đam hành tâm bản. Mà tiếp chúng chấp đam hành tâm khóm. Đang chưa ra mày mót á. Còn một tí chưa chắp đang chưa ăn tương xóm.
tiết trên chắp đam một trăm tí cream á nè ở đây dùng viên này sạp sẵn tiết trên chắp đam một trăm mười mót á chúng chặt đam linh cương chúng đặt ring chè trốn và tập một tiết chúng đặt tôm sọt tôm cả hôm trốn chốn con lọc rấy không có khóm lọc rốt sáo một tí dưỡng đậm tên cho đang chốn hơi dưỡng cố thương lượng vui chân á một tí dựng đặt tập trây trốn một tí dựng đặt bôi trạng hình thờ an trốn thay score của hóm một tí dựng đặt sao khô cô trốn thôi sẽ cố thôi dưng băng bởi tối một tí chân chặt tập trốn hơi dưa mùa với tôi thật sạch không khơi đó tôi một tí chân chặt đang kịp đồng bán tôi xong rạp nhằm cho mình kho cố nè đồng bằng dân kịp rồi theo ôi lần chui mỏi mà tiết lời kho bỏ dân mang phô hói nè ở lời dân đã tự đọc cô khắp trôn á tự đọc cô khác hai dân mùa việc tiết tới mùa to tạ sạch dân mang thôi đó lợi kho cô bỏ dân ban cho ăn háo và lợi dân chập đam u đặt chan á ô khuyên lần thui mỏng á cái kho cô nằm băng bỏ dân ban cho ăn bị roi háo nè lợi dân chập đam lụa ôi khuyên lần thui mỏng nè hai băng máu thôi dân cho một chút mùi nữa kho cô ngay long ôi long thần nón thần phang lắm nhưng chọt chân mé ngay mới bán
bye.